Xin chào bạn, chắc hẳn là bạn đang thắc mắc tại sao mình phải sử dụng dịch vụ cam kết, nó có ích gì? Vâng, thực ra đây là dịch vụ dành cho những bạn gặp áp lực về thời gian, có chứng chỉ hoặc đã lâu rồi không sử dụng Microsoft, dường như là mới hẳn hoàn toàn mà bạn muốn thi lần đầu phải đạt. Thậm chí đơn giản là bạn muốn có một người đồng hành chăm sóc mình từ khi bắt đầu luyện thi cho tới khi bạn thi, thì đây là dịch vụ phù hợp với bạn. Cách mà dịch vụ này hoạt động như sau. Đầu tiên, khi nhận yêu cầu từ học viên sử dụng gói dịch vụ cam kết của môn thi nào, thì mentor của môn thi đó sẽ gọi điện thoại tư vấn chi tiết cho học viên. Quá trình tư vấn này giúp học viên hiểu rõ lộ trình luyện thi, cách thức thi và thời gian dự kiến để thi dựa trên sự nhận định của mentor về khả năng hiện tại và nội dung cam kết của học viên. Bước này rất quan trọng vì hai bên sẽ hiểu rõ những cam kết của nhau. Đối với mentor của C1, thì sẽ cam kết với học viên trong quá trình đồng hành sẽ chăm sóc học viên như thế nào, lịch gặp mỗi tuần ra sao, nội dung thảo luận là gì. Còn đối với học viên sẽ cần có một bản cam kết do chính mình đề xuất, nội dung của bản cam kết như sau. Chỉ cần học viên điền vào các thông tin theo mẫu cam kết, tức là đã đồng ý và sẽ thực hiện theo cam kết này, mentor sẽ dựa vào bản cam kết để theo dõi quá trình luyện thi và truyền động lực để học viên giữ được cam kết của mình. Đến tuần trước ngày dự kiến thi, giữa mentor và học viên sẽ có buổi trao đổi trực tiếp 1-1 để xem xét học viên có đủ khả năng thi hay không. Nếu đủ, mentor sẽ dặn dò và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi thi với học viên. Còn nếu học viên chưa đủ khả năng thi lúc này, có thể do chưa thực hiện theo cam kết hoặc trong quá trình luyện gặp trở ngại, v.v. Mentor sẽ đề nghị học viên dời lịch thi và lên kế hoạch mới cho học viên ôn luyện để đảm bảo việc thi lần đầu tiên sẽ đạt được số điểm tối thiểu là 700. Đây là điểm đạt cho bất kỳ kỳ thi nào của MOS 2010. Vâng, đó là toàn bộ quy trình của dịch vụ cam kết đạt 100% trong lần thi đầu tiên. Khi chúng tôi không thực hiện được cam kết này, bạn sẽ được chúng tôi bồi thường lại lệ phí thi cho môn thi chưa đạt và được luyện thi lại với sự chăm sóc của một mentor khác nhằm giúp C1 hiểu hơn về bạn và lý do tại sao chúng ta lại không đạt mục tiêu ban đầu. Việc luyện thi lần thứ hai trên môn thi đó của bạn là hoàn toàn miễn phí. Hy vọng với dịch vụ cam kết 100% trong lần thi đầu tiên này sẽ giúp kế hoạch thăng tiến trong sự nghiệp hay cơ hội nghề nghiệp của bạn được rõ ràng và hiện thực được. Mọi thắc mắc bạn vui lòng để lại thông tin và bình luận ngay trên trang chủ hocmos.com để chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn một cách sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào.